Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là địa phận của xã Long Mỹ thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Từ đây mà ra đến biển Phước Hải chỉ khoảng 2 cây số thôi, rất là gần. Đi chẳng hạn 5 phút đổ lại thôi là đến Nam rừng resort đấy quý vị nhé. Đấy, và vị trí tôi đang đứng đây là trên mặt tiền con đường nhựa này. Đấy, kia có một cái nhà vườn xa xa này, rất là đẹp luôn. Nhà kia cái mặt tiền của nó phải hơn 100 mét luôn, đẹp mê ly. Và chỗ phía tôi đứng đây là ngay chân núi nhá, ngay chân núi Minh Đạm này, đây là núi này. Đấy, nó hơi bị ngược sáng tí. Núi Minh Đạm là một căn cứ di tích lịch sử, căn cứ địa cách mạng thời chống Pháp ngày xưa ha. Thì thành phố Vũng Tàu cũng như là một số các cái huyện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều có cái con đường mang tên là Mạc Thanh Đạm ha. Rất là nổi tiếng là như vậy đấy. Thì giới thiệu quý vị nhé, một lô đất có thể nói là độc nhất vô nhị ở khu vực này. Trung bình ở khu vực này là người ta phân lô ra bán ấy, phân lô bán nền á. Đấy, diện tích nhỏ thôi, nó chỉ khoảng hơn 100 mét vuông mà người ta phân lô ngang 5 mét ở đây nó bán đã sấp xỉ 1 tỷ một lô rồi quý vị nhé. Đấy, quý vị có thể tham khảo những thông tin đó rất là rõ ở trên mạng. Nhưng hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý vị một cái lô đất ấy. Ở đây diện tích tới 3.700 mét vuông. Chiều ngang mặt đường á là 35 mét nhé. Mặt đường này này là 35 mét ha. Bắt đầu từ đây ha, từ đây đi qua lên trên kia 35 mét. Chiều sâu vào ở cạnh phía bên trên này này là 46 mét này. Còn cạnh ở phía bên này này là sâu vào tới 78 mét. Đó. Và ở phía sau á là nó sẽ lở ra kiểu hình chữ L. Đấy. Phía cuối đất ấy là của mình có một con suối. Suối đi qua. Tuy nhiên thì suối thì mùa này sẽ có nước nhưng mà mùa khô thì sẽ ít thôi. Đấy, không gian ở đây thì đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, nếu như ai mà có điều kiện mua cái mảnh đất này để xây cho mình một cái khu nhà vườn để nghỉ dưỡng hàng sáng, hàng tối, buổi chiều là đi tắm biển các thứ thì rất là tiện. Đi xe chỉ khoảng cỡ 5 phút là đến chỗ Nan rừng resort thôi. Ở biển Phước Hải nhá. Đấy, rất là gần. Ở đấy thì có cái con đường tỉnh lộ 994, đường Vũng Tàu Bình Châu đang thi công qua. Đây, đất mình đã rào xanh đây này quý vị nhé. Đây. Đó, danh rào lưới B40 này. Đấy, đóng các cái cọc bê tông á. Chạy xuống, quý vị thấy á, cái bụi tre, bụi trúc này ha. Xanh mát luôn á. Đấy, và đất của mình đây, có đá, có đấy các thứ này. Mình trồng cây cảnh xong mình kê nó vào á, rất là đẹp. Đấy, không gian đẹp tuyệt vời luôn á. Đấy, bán là tặng luôn cả cái cổng nhà gỗ nhá. Đấy, cái cổng. Đó là cái cổng thôi. Mặt tiền đường 35 mét. Đây phía suối. Đây là phía suối nhá. Dưới này gia chủ đã trồng một số các cây dừa này, tạo cảnh quan. Đây trồng sen này. Sen trồng trên các cái chậu. Đã có trồng một số cây trái ở dưới này ha. Đây quý vị thấy không? Không gian đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, dưới này là suối nhá. Đấy, bắt đầu từ đây của mình nó nở ra hình chữ L nhá. Đi sâu xuống dưới này. Đó, quý vị thấy không? Đẹp tuyệt vời này. Suối mình là đang có nước nhá. Đấy, mùa đây này, đây một số cây cảnh này, đây là trồng hoa giấy. Trồng hoa giấy. Đấy, dọc đây trồng hoa giấy. Đây trồng hàng dừa. Đấy, đặc biệt là suối ấy, có đá nữa này. Cây cối hiện hữu các thứ đây này. Mình về mình cải tạo đi thành cây xanh bóng mát các thứ ha. Và giá thì cực kỳ hấp dẫn nha. Cực kỳ hấp dẫn luôn quý vị ơi. Giá chỉ dưới 10 tỷ thôi cho gần 4 sào nhá. Tức là 4.000 mét vuông, gần 4.000 mét vuông. Mà xung quanh đây quý vị cứ tham khảo thoải mái. Diện tích là cỡ hơn 100 mét vuông là người ta bán cả sấp xỉ cả tỷ bạc luôn ha. Đây, mà trong khi đây diện tích tới gần 4.000 mét vuông lận luôn ha. Đây, đất là đã rào cái cọc bê tông kia kìa. Đó, đến cái cọc bê tông đó. Đấy, quý vị thấy ạ. Rồi. Đấy, đây đã rào cọc bê tông đây. Đấy, xung quanh đây sụt sang tận tít bên kia. Đó, bên cạnh cái chỗ cây tràm phía bên kia là hết cái ranh giới của mình nhá. Đây các cái cọc bê tông này quý vị này. Đó, đấy.
tức là đã ranh giới của mình là đã rõ ràng nhé. Còn đây là suối này, nước này, xuống đây để cho quý vị hình dung luôn không này. Đấy, khó vì quay qua cái video thì chị nhìn nó không được chính xác. Ủa, đây đá này mình xếp để đi băng sang đất nhà mình bên kia nhé. Còn đây suối đây này, nước này, đó đây. À, đây mình về mà cải tạo các thứ này lên thì đẹp lắm luôn đấy. Đưa kiến trúc sư vào tạo cảnh quan lên thì tuyệt vời luôn. Đất núi là nó rất là có giá trị, nhưng bởi vì chỗ này là chủ đang cần tiền để xử lý công việc nên mới bán cái giá cực hấp dẫn. Bật mí cho quý vị là dưới 10 tỷ nhá, dưới 10 tỷ. Còn đất ở khu vực này thì quý vị tham khảo rất là rõ ở trên mạng luôn rồi. Rất là đắt. Hơn 100 m² là bán cả tỷ mấy luôn. Đắt đến ngỡ ngàng luôn. Đây gần 4.000 m² ạ. Rồi. Thì tổng thể cái lô đất là 3.750 m². Tôi xin nói lại là đất hiện hữu là đất trồng cây lâu năm. Quy hoạch là thương mại dịch vụ ha. Mình nên thương mại dịch vụ để mình xây dựng các thứ cho thoải mái. Đấy, cái tiền chuyển đổi mục đích thì nó cũng không nhiều đâu. Đấy, nhưng cơ bản nó là như vậy. Và giá thì rất hấp dẫn. Bên cạnh đó là mình có thể có tiền để mình mua được rất nhiều mảnh đất. Nhưng quan trọng nhất là cái thế đất, cái không gian của nó như thế nào. Cái đó thì mình không thể, đôi khi có tiền mà mình không lựa được. Bởi vì có những mảnh đẹp nhưng mà người ta không bán thì cũng chịu thôi ha. Rồi, còn đây là thế đây, nương tựa núi này. Rồi có suối, các thứ đẹp tuyệt vời. Quý vị nào quan tâm thì hãy alo ngay cho chúng tôi nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.